xin trọng kính chào quý SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị tuần qua có một sự kiện đáng chú ý trong cộng đồng Việt Nam. À, người ta cũng biết rồi nhưng mà cũng không ngạc nhiên mà cũng hơi ngạc nhiên. Đó là một cái thống kê do tổ hai tổ chức gọi là người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương gọi là AAPI và tổ chức công lý cho người Mỹ gốc Á AAJC thực hiện. Và họ cho biết kết quả như thế này Đa số người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump Trong khi đa số người gốc Á lại ủng hộ ông Joe Biden À ngộ chưa Là tất tần tật dân gốc châu Á, người Mỹ gốc châu Á là ủng hộ Biden Ngoại trừ người Việt Nam Chúng tôi là chỉ có Trump và Trump mà thôi à, Thì chương trình hôm nay sẽ phân tích cho quý vị những con số là gì Và tại sao nó xảy ra hiện tượng đó thì trước hết xin kể với quý vị là cái thống kê này được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày à, à, xin lỗi quý vị, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9 và được công bố vào ngày 15 tháng 9 và cho thấy là họ thăm dò 1569 cử tri người Mỹ gốc Á ở các cộng đồng chủ chốt như là Trung Hoa, Ấn Độ, Nam Hàn, Việt Nam, Nhật và Philippines. Thì cái này nó cho thấy rằng là gì? đa số người châu Á gốc châu Á là tới 54% ủng hộ ông Joe Biden, chỉ có 30% ủng hộ ông Donald Trump và 15% chưa quyết định. Đó là những người gốc châu Á nha quý vị. Đó là người gốc châu Á, Đó. người gốc châu Á, 54% ủng hộ ông Joe Biden, 30% ủng hộ ông Donald Trump và 15% chưa quyết định. Nhưng mà khi đi vào cộng đồng Việt Nam À, khoan cộng đồng châu Á đó, nó đã về để ủng hộ. Rồi ngoài ra đó, nó có một cái thống kê nó cho thấy luôn là cái mức độ mà khí thế trong năm bầu cử năm nay nó cao hơn năm 2016 trong cộng đồng người gốc Á. Điều đó cho thấy rằng là gì? Người ta chú ý cuộc bầu cử tổng thống nhiều hơn. Vì đó, vì có ông Trump. Và điểm thứ ba là trong vấn đề gọi là lo ngại là bầu cử có bị gian lận ảnh hưởng không thì đa số người gốc Á lo ngại ngoại trừ người Việt Nam. À người Việt Nam là không lo sợ. Việt Nam chúng tôi anh hùng. Đấy giờ rồi. Ba yếu tố bây giờ bắt đầu phân tích từ từ, đúng không? Thì uh, thưa quý vị, uh, xin mời kỹ thuật cho coi cái kênh đầu tiên để cho thấy là mức độ như thế nào. Đó, quý vị thấy không? Người ta thống kê người ta cho thấy rằng là người gốc Ấn Độ tới 65% ủng hộ ông Joe Biden, chỉ có 28% ủng hộ ông Trump, 6% chưa quyết định. Người Nhật là 61% Joe Biden 24% Donald Trump Người Nam Hàn 57% Joe Biden 26% Donald Trump Quý vị thấy đó Người Trung Hoa Người Philippines cũng vậy luôn Và chúng thấy là Asian American đó Hồi nãy như tôi nói 54% là ủng hộ Joe Biden Chỉ có 30% ủng hộ Donald Trump thôi Nhưng mà quý vị thấy cái hàng dưới cùng không 36% ủng hộ Joe Biden Mà tới 48% ủng hộ Donald Trump 16% chưa quyết định à Nếu quý vị nhìn vô quý vị thấy ngay Cái màu xanh là ủng hộ Joe Biden bốn cái cộng đồng kia năm cộng đồng kia chứ nó xê xích nhau chút xíu nhưng mà tới cộng đồng Việt Nam cái màu xanh nó thụt vô nhiều thấy không nó thụt vô nhiều hơn đó rồi qua màu đỏ chúng ta thấy đó mức độ ủng hộ ông Trump nó ít và cái sự khác biệt của năm cộng đồng kia nó cũng nhỏ nó khác biệt tới cái anh mà cuối cùng ở Việt Nam tự nhiên cái màu đỏ nó dài ra à thấy chưa trong cộng đồng Việt Nam, fan cứng ủng ông nhiều. Nhìn vậy là biết fan cứng ủng ông nhiều. Xin nhắc lại quý vị, cái này là thăm dò ở Mỹ, họ thăm dò qua điện thoại và qua text message, chứ không phải qua Internet nhé. Thì 16% người Việt Nam còn lưỡng lự. Bây giờ tôi chia đôi, chia đôi cho mỗi bên nửa. 8% thì như vậy là ủng hộ ông Trump tới nhiều nhiêu? Oh, Ồ, 8% là 56% ủng hộ ông Trump. Thấy chưa? 44% là ủng hộ Joe Biden. Trump ăn đứt. Trump ăn đứt thấy giờ trong cộng đồng Việt Nam cho mình ít nhưng mà cái này xin nhắc lại là chỉ là thăm dò ở Mỹ trong bài viết của hai tác giả một người mông một người Canada một người Việt Nam thì họ nghiên cứu cái này thì họ mới nói là họ coi một cái thăm dò khác của một người trên Facebook một người Việt Nam tới 94 ủng hộ ông Trump còn ở báo người Việt đã Nhật báo người Việt họ cũng làm một thăm dò ở trên mạng của họ là tới 72 ủng hộ ông Trump nhưng mà quý vị nên nhớ hai cái đó là nó có cả nước ngoài chứ không phải ở Mỹ. Tức là người trong Việt Nam và người các nước khác vẫn có thể họ vô đó họ họ thăm dò được. Mà 94% là tôi nghĩ là chắc là mấy người đó đa số là bên Việt Nam bởi vì dân Việt Nam tôi nghĩ là gần như là toàn bộ là ủng hộ ông Trâm Bởi vì họ nghĩ lát tôi sẽ thích tại sao dân Việt Nam mê ông Trâm, ủng hộ ông Trâm. À, mặc dù chúng tôi không được đi bầu ở Mỹ nhưng mà tôi theo dõi mấy cái mạng xã hội tôi biết mà lên Facebook là tôi bị chửi nhiều lắm. <laughs> là tôi biết đã nói chơi quý vị để biết đấy. rồi cái đó là cái 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 một cái thăm dò cho thấy Đúng không cái thăm dò thứ nhì là về vấn đề khí thế à khí thế của một bầu cử thì người gốc châu á năm nay khí thế hơn đó thì xin ba có thật cho coi cái hình số 2 đó. à người ta thấy nè người philippines khí thế năm nay nhiều hơn 4 năm trước là tới 62%. Còn 29% nói là y chang như cũ Còn 9% nói là không có khí thế Tôi không có mơ màng, tôi không mê Người Ấn Độ là 58% khí thế à, Còn không, như cũ là 25% Còn không khí thế là 17% Bắt đầu nó dài, dài, tương đối là đều Người Việt Nam cũng vậy 48% là khí thế 39% là được xem Đấy không? Được xem chắc nhóm này không biết bầu trai Không biết còn 13% là không thấy khí thế gì cả đó thì chúng ta nhìn đấy, mà nhìn chung đó là người Mỹ gốc châu Á Mỹ 54% là thấy khí thế năm nay khí thế hơn nó có thể cái giữa nó đều chứ, Asian AM là Asian American đó 54% là vô cùng khí thế 28% là y chứ trang như cũ không có gì thay đổi còn 18% là chẳng khí thế gì cả nó cho thấy rằng là người gốc châu Á năm nay cũng cảm thấy cuộc bầu cử nó khí thế hơn nó nóng bỏng hơn đó, rồi bây giờ qua đến cái phần gọi là an ninh bầu cử Thì xin bác có thật cho coi cái hình số 3 à, Hình số 3 để thấy về an ninh bầu cử như thế nào À đây, quý vị thấy không Cái người gốc Ấn Độ Họ lo ngại, rất lo ngại là bầu cử có thể bị cái gì đó ảnh hưởng xen vào tới 43% 23% là hơi hơi lo 15% là lo tí thôi 18% là không lo gì cả Và quý vị thấy đó dần 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 nó xuống à, cái anh người hoa là 18 lo ngại thành thấp nhất 19 phần là hơi hơi 20 phần trăm là hơi một tí 34 phần trăm là không ke nhưng Việt Nam quý vị ông thấy có hạn không 28 phần trăm là không lo ngại à lo ngại chứ 28 phần trăm là lo ngại dạ. nhưng mà tới 36 phần trăm là không lo ngại thấy chưa quý vị thấy chưa mà cao nhất nha Việt Nam là cao nhất nha các phần mà lo ngại thường xuyên của Việt Nam nó tới 28% nó đông hơn anh Nam Hàn với anh anh người Hoa. Anh Nam Hàn là 26%, người Hoa 18%. Nhưng mà cái không lo ngại là Việt Nam lớn nhất tới 36% hơn cả Nam Hàn 31% và người Hoa 34%. Việt Nam chúng tôi tin tưởng mà đằng nào ông Trump cũng thắng rồi. Thành gia có xóa cơ nào, xóa ảnh hưởng nào chúng tôi không sợ. Thì chúng tôi là fan cứng của Trump, vì chúng tôi là khác các cộng đồng khác. Thành ra tôi không lo ngại tới 36% là không sợ gì cả à, thì tôi đưa chú hiệu coi ba cái thăm dò đó tất nhiên thăm dò nó chỉ tương đối mà thôi nó không chính xác nhưng đây là được hai cái tổ chức chuyên nghiệp họ làm và họ làm trên 1.500 người và họ làm nhiều sắc dân và có cả người nói cái tiếng thổ, uh, đi, tiếng mẹ đẻ mình và cả tiếng anh nói chung họ mix họ trộn lẫn vô nó tương đối là có thể hiểu được tôi không dám nói chứ tin mà mình có thể là căn cứu được còn những cái mà thăm dò trên mạng đó thì là nó có nhiều người không được bầu mà đi vô. Lát tôi giải thích cho xem. Đó, bây giờ tôi sẽ giải thích quý vị vì sao có những chuyện như thế này. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin từ mạng. cảm ơn quý vị dưới màn hình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 hồi nãy tôi đã trình bày quý vị các con số thống kê của hai hiệp hội châu Á thái bình dương họ làm và chúng ta đã thấy là người Việt Nam đặc biệt hơn các sắc dân thiểu số khác ở châu châu Á là ủng hộ tổng thống Donald Trump cao hơn nhưng bây giờ vì sao ủng hộ thì hôm 19 tháng 8 vừa rồi một là học giả Việt Nam tên là Anna Vũ ở bên Montreal thì có viết cái bài nghiên cứu đăng trên cái trang web conversation.com và có một số phân tích. Uh, xin mang cái thật cho cái mảnh laptop của tôi. Uh, người ta có tựa đề Why Some Vietnamese Americans Support Donald Trump. Đây, lại có thấy cái bài viết này đăng trên cái trang web được conversation.com và người ta lấy cái bách là cái ngày. Uh, 29, 28, 29 tháng 2 năm 2019 tôi nhớ tôi không nhớ rõ ngày cuối tháng 2 của năm 2019 khi mà tổng thống Đô Trâm vào văn phòng chính phủ ở Hà Nội và gặp ông Nguyễn Xuân Phúc và đã cầm cái cờ này ông Phúc đã cầm cờ Mỹ cái hình này gây tranh cãi vô cùng nhưng mà hoàn toàn không ai nhắc nhở đến nhưng mà nó cho thấy cái tầm quan cái, cái, ngoại giao của Mỹ và Hoa Kỳ nó gắn bó như thế nào đó rồi bây giờ vì sao mà người Mỹ người Việt gốc Mỹ ủng hộ tổng thống Đô Trâm nhiều hơn Xin ban kết thúc cho coi một đoạn video để quý vị thấy là năm ngoái 2019 có một số người Việt Nam đến tòa Bạch Ốc mừng cái sinh nhật Tổng thống Đô Trâm như thế nào. Rồi tôi sẽ phân tích tiếp. I am America, no China, okay? Yeah. Happy birthday to you. Hi, this is Matt Miller from the Daily Caller News Foundation. I'm out here in front of the White House at the Vietnamese Trump Birthday Rally and we're asking people why they're here and why they support the President. Let's go see what they have to say. why do you support the president i support for him for two years already he did very good for my country america i am american right now i love him <laughs> he do very good he do a good job i got the like, emotion here because of my... i think he do a good job he did good job that's why i support him Thoughts about like the Trump supporters here? <laughs> yeah, they're expressing their feelings. They surprise me. Uh, as you can tell, they're Asian. I believe they're mostly Vietnamese background people. The ones I've spoken to don't seem to sort of relate to the way we're treating the south of the border immigrants and the way we're treating Muslims. So why do you think they are out here supporting Trump? Because the Vietnamese community is their perception is that Trump treats them well. And perhaps he does. I don't know enough about it. Yesterday is uh, President Trump's birthday, so we out here supporting his birthday and uh, wish him another four great years. So, what do you guys like about Trump? We like him to stand up against China and make America first. We support so many countries in the world. Why? We have a lot of problem here. America first. I like that. And also, everybody came here because we came here illegally. We don't want anybody came here illegally and took advantage of the system of the USA. Uh, I come from Texas, okay? Uh, we love Mr. Trump, okay? He's a good president of the United States, okay? You're, you're from Texas, right? Yeah. So do, do you think that they need a border wall down there? They need a border wall because we got 100,000 illegal immigrants come to United States every month, you know? If you don't live in Texas, you don't see the problem. Look at El Paso, okay? Look at people on the border, you know? They be fret for safety. Mr. President should build a wall, okay? The people in the north, they don't know about that. Washington, D.C., don't know about that. But we live in Texas, we know. I came from Houston, all right? He wants uh, the, uh, the immigra immigration to be legal, not illegal. We came here legally. So if someone Vâng, ừ, quý, quý vị thấy lý đó, lý. Uh, trong các cái phỏng vấn, quý vị thấy đó, những người này ủng hộ ông Trump, nó có hai lý do. Thứ nhất là ông Trump chống Trung Quốc, quý vị thấy có ông thứ nhì không? Ông nói mà muốn khóc luôn. Tôi ủng hộ ông hai năm là vì ông chống Trung Quốc. Rồi những người khác, quý vị thấy Họ chống vấn đề di dân lậu mà đi qua. Và cái ông cũng bảo, tôi thích sợ, tôi biết, mà phải xây tương, Washington không biết gì hết. Và tất cả mọi người đều ủng hộ Tổng thống Trump, hai cái chuyện đó. Nào bây giờ mới phân tích vào vì sao Mà họ tin là ông Trump chống Trung Quốc Thực sự ra những lời nói của ông Trump nó làm cho họ tin Chứ còn những hành động thì chống đời không chúng ta chưa biết <laughs> Có làm Trung Quốc sập không chúng ta chưa biết Nhưng mà những lời ông Trump nói Nó giống như những lời hiệu triệu của những gọi là các bậc tổ tiên của Việt Nam mà trong những cái cuộc mà gọi là đánh Trung Quốc ngày xưa chúng ta học trong lịch sử giống như là hai bà Trưng hay là Trần Hưng Đạo kêu ví dụ giống như Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư Đại Khái vậy đó. cái này nó nó khớp với cái suy nghĩ người Việt Nam rất nhiều nó làm cho người Việt Nam nhớ lại cái thời kỳ xa xưa đánh Trung Quốc và theo tác giả bài báo cho biết bởi vì cái này nó là do lý do chính trị và lịch sử lịch sử là gì người Việt Nam từng bị Trung Quốc đô hộ ngàn năm Pháp đô hộ trăm năm Nhật đô hộ một thời gian ngắn trong đại diện thế chiến và đã từng có cuộc chiến với người Mỹ, đặc biệt là người miền Bắc. Thành ra bốn cái này là ít nhiều mang tăng tóc cho Việt Nam. Mình khoan đã đúng sai. Nhưng mà lạ là trong này người ta thấy và chúng ta để ý trong 45 năm qua người Việt Nam cả trong nước lẫn ngoài nước chúng tôi tha hết. Người trong nước từng nói là đế quốc Mỹ mà bây giờ bắt tay đế quốc Mỹ. Vừa rồi đại sứ Mỹ khoe là trong 25 năm qua tôi viện trợ tới 1 tỷ 8 đô la Chúng tôi làm ăn bây giờ 77 tỷ đô la Chúng tôi viện trợ để xóa chất độc để đưa xin tới 400 triệu đô la Chúng tôi tha hết nhưng mà Trung Quốc tôi không tha à, Mà cả trong nước lẫn ngoài nước Bây giờ tôi mới giải thích quý tại sao Có những cuộc thăm dò dư luận ở trên Facebook và trên web Người ta ủng hộ ông Trump nhiều Bởi vì người trong nước cũng tin rằng Ông Trump sẽ đánh sập Trung Quốc bởi vì trong thời gian qua Trung Quốc hà hiếp Việt Nam ở Biển Đông Đó là người trong nước suy nghĩ như thế Còn người ở hải ngoại nghĩ rằng ông Trump sẽ đánh sập Trung Quốc Mà khi Trung Quốc sập thì Việt Nam sẽ lung lay Mặc dù hai bên là kẻ thù của nhau Hai bên bên kia bỏ chạy mà Bên này bỏ chạy mà đúng không Bên kia miền Bắc vào làm bên này bỏ chạy Bên này không ưa bên kia thì chỉ mong ông Trump quánh Trung Quốc Trung Quốc sập thì bên kia lung lay Chúng tôi về chúng tôi tiếp quản chính quyền Bây giờ vẫn còn nhiều người tin hành giao ủng hộ, hộ ông trump đó là người hải ngoại và người ở trong nước là vì ghét trung quốc bởi vì tin rằng ông trump lâu lâu đem tàu ra dịch leo và làm trung quốc nó sợ à, không đánh đâu nhưng mà ít nhất có ông mỹ ra và ông trung quốc cũng ngại không đụng những cái tàu ngư dân việt nam ra, thì chúng tôi cũng khoái với lại lâu, lâu lâu có tuyên bố chém giò chém gió chẳng hạn đường lưới bò chứ đoạn của anh là không hợp pháp thì chúng tôi vẫn buôn bán nhưng mà người trong nước nghe vẫn khoái là bởi vì truyền thống trong nước đó thì họ chỉ đưa những cái tin đó những tin nào có lợi cho việt nam không lợi việt nam họ không đưa Thành ra dân Việt Nam cũng không ưa Trung Quốc và ủng hộ ông Trump Nhưng mà quý vị thấy có gì không? Hai bên cùng với nhau Thấy không? Mặc dù là hệ, ý thức hệ khác nhau Nhưng mà hai bên đều ủng hộ ông Trump Và chuyện ông Trump đến Hà Nội cầm cờ với ông Nguyễn Xuân Phúc cầm cờ Mỹ Ở bên này không ai phản đối gì cả Mà bây giờ những fan cứng của ông Trump ủng hộ ông Trump Mà ông Trump lại ủng hộ Việt Nam Ông Trump ít nhất là ba lần khen ngợi Cộng sản Việt Nam nhé khen lợi lãnh đạo Ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Đông Nam Á đầu tiên sang thăm ông Donald Trump năm 2017 Vào cuối tháng 5 năm 2017 Sau khi ông Donald Trump tuyên thệ chưa đầy năm tháng Và ông Trump đã đến Việt Nam hai lần rồi Trong tuyên bố mà giữa ông Trump với lại ông Trần Đại Quang gặp nhau ở tại Hà Nội năm 2017 14 điểm đó thì điểm thứ 10 mới nhắc nhân quyền mà có 18 chữ Đó quý vị nghe là biết Cả hai bên đều ghét Trung Quốc nên hậu hộ ông Trump Nào cái chuyện thứ bảy như tại sao quý vị thấy là cái chuyện biên giới đó. thì tác giả bài báo họ mới nói làm làm lạ là tại sao người Việt Nam cũng là di dân mà lại chống lại di dân khác bởi vì Việt Nam bảo là mới đi dân lậu nhưng mà người ngoại quốc họ không nhìn như thế à, người Mỹ họ không nhìn như thế mà chính thăm dò trước đây như thế là di dân Việt Nam Mỹ lại chống cái chuyện mà nhận người Syria vào đấy nha cái người Mỹ họ chỉ nhìn đơn giản ủa anh cũng là di dân từ nước qua mà tại sao này nó vô anh không là Mỹ bởi người Việt Nam thì bảo ôm mình kia nó vô lậu tạo đầu vô lậu nhưng mà có những người thuyền nhân năm thập niên 70, 80 thì trước khi chúng ta vào Mỹ chúng ta đi qua các nước Malaysia, Indonesia và lại Philippines này kia ông ta người dân nước đó chúng ta gọi những người thuyền nhân ta lúc đó là gì chắc các bị hiểu rồi gì đó, 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 nó có những chuyện gì mà chúng ta quên đi hết tôi không kể những người mà đi thẳng từ Việt Nam qua Mỹ tôi không kể những người mà đã từng đi qua các nước khác để tác giả bài báo ta nói luôn trước khi vào Mỹ thì quý vị đâu có khác gì những người mà bây giờ từ ở nước khác đi vào Mỹ đâu Ví dụ Mỹ không nhận thì tôi đi Canada <laughs> Đó, đại khái đó. Tức là người Việt Nam, một đó thuyền nhân Việt Nam hay hộ nhân Đều phải đi qua từ Việt Nam qua một nước khác Bất pháp đã Bởi vì nước đó họ không nhận, có như họ đẩy ra luôn mà quý vị nhớ Đẩy ra đục thuồng, đục xuống cho chim luôn chỉ sau này cao ủy liên hợp quốc lập ra các quốc gia cho tiền họ mới nhận vào chứ trước đó là họ tàn ác vô cùng luôn còn tàn ác hơn cả lính binh sĩ Mỹ ở, 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 tại biên giới Mexico Nhưng mà người ta quên Thì đó là người ta ngạc nhiên, người Mỹ ta nhìn ngạc nhiên Thì đó là hai lý do mà ta ủng hộ tổng thống Donald Trump Khác với các sự kiện khác là như vậy Và đó là những chuyện đáng chí toàn gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau